Dạ thưa ni sư, con mới đi chùa gần đây thôi, và ngoài việc tụng kinh ở chùa hàng tuần, con muốn tụng kinh thêm ở nhà nhưng mà không biết tụng kinh gì và tụng kinh như thế nào để đúng cách thức và thời khóa tụng kinh như thế nào để phù hợp. Dạ, cảm ơn Dạ, sư. A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, thì đúng là cái này có nhiều vị Phật tử nhiều khi mới tìm hiểu cũng đi chùa đó, nhiều khi muốn tu tập nếu mà ở nhà thì không biết làm cách nào cho đúng, tại vì cứ sợ là lỡ làm không đúng đó, hoặc là tụng kinh không đúng thì nó Phật không chứng, hoặc là sợ mang tội tội cầm, cho nên là rất là lo. Thì cái điều này là rất là nhiều người gặp những cái trường hợp như vậy. Thì thưa quý vị, là mình trước nhất mình phải hiểu á, cái mục đích tụng kinh là sau khi Đức Phật nhập diệt, sư sau này chư tổ mới thấy là mới soạn ra những cái nghi thức nghi lễ tụng kinh để gì? Mục đích là cũng quay về mục đích chính là để giúp cho mình giữ chánh niệm, cột tâm mình một chỗ. Ví dụ bình thường nếu không tụng kinh á, mình ở không, mình làm việc khác, chứ cái chuyện thế gian nhiều rồi, bằng chúng ta phải đi làm lo đủ thứ việc rồi, mà nếu mình ngồi không mình còn nghĩ loạn tưởng nhiều nữa. Cho nên tụng kinh là gì? Để mục đích là mình chuyên tâm mình vào lời kinh tiếng kệ của Phật, để mình nhiếp niệm cho tâm mình chánh định vào đó mà không loạn tưởng. Thì cho nên quý vị biết là tụng kinh đúng ra cái nghĩa lý thì kinh nào cũng được, miễn đó là kinh Phật nói. Và những kinh quý vị tụng cầu an, cầu siêu, muốn cầu nguyện gì thì quý vị chọn cái kinh nào mình thấy thích, hợp là được. Cái đó là nói về cái lý chung. Nhưng mà nếu để làm cho mình tâm mình an á, tại nhiều vị nói là nhiều khi tụng không đúng, là mình nói hôm nay cầu an mà mình tụng lộn cái kinh Phổ Môn nữa, nói cái này là cầu cầu siêu mà cái này là cầu an, vậy cái mình đọc mình nói vậy là không siêu hoặc là không an, mình lo. Nhưng mà thưa quý vị, là cho nên nếu tâm mình cảm thấy chưa an, mình phải đúng cái nghi lễ, thì thường sẽ hướng dẫn quý vị là những cái bài kinh mà các chùa thường tụng như vậy. Đó là cũng chỉ là phương tiện thôi. Thì thường á, nhất là Phật tử chúng ta bên tu tập theo Tịnh Độ Tông đại, thì thường là tụng những kinh như đó, kinh Pháp Hoa này, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Di Đà, thì thường kinh Vu Lan. Thì thường mà quý vị chúng ta cầu an á, là hay tụng kinh Phổ Môn này, kinh Dược Sư này, hoặc là kinh đọc kinh Pháp Hoa, hoặc chúng ta cầu siêu thì thường tụng kinh Vu Lan, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, những bài kinh. Thì cái đó nếu tâm mình không an thì mình có thể theo cái nghi lễ của các chùa thường tụng hàng ngày là tụng những bài kinh đó. Thì cho nên quý vị cảm thấy mình thích tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh Vu Lan để chúng ta cầu siêu thì chúng ta chọn những kinh đó. Hoặc là quý vị muốn lễ lạy sám hối mỗi nửa tháng ngày rằm mùng 1 thì quý vị có thể tụng lạy hồng danh sám hối, là một cái phương pháp, một cái nghi thức mà gần gũi và dễ tụng, tại vì cái đó là các chùa thường trì tụng cho nên rất là quen thuộc. Còn có nhiều vị thì lại sám hối về kinh Vạn Phật, hoặc là hồng là Lương Hoàng Sám, hoặc Thủy Sám, thì nhiều kinh điển. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải cảm thấy là mình có duyên với những cái bản kinh nào, mình thấy mình thích rồi, có duyên với bản kinh nào thì chúng ta cứ tụng. Nhưng mà có một điều quan trọng, mình không phải là hình thức, nhưng mà đến nên mình còn phàm phu, mình còn cần cái hình tướng bên ngoài. Thờ Phật chúng ta phải thờ trang nghiêm, cho nên khi mà chúng ta lên lễ Phật, lên tụng kinh, chúng ta thân thân chúng ta cũng phải tắm rửa sạch sẽ, áo tràng trang nghiêm, chứ chúng ta không thể mà dơ bẩn mà lên, hoặc là mặc đồ không có được trang nghiêm, không có được tế nhị, chúng ta lên trước bàn Phật tụng kinh thì cái điều đó nó thể hiện cái sự không cung kính. Mà mình cái tâm mình không cung kính thì làm sao nó mình có nhiếp phục được tâm ý mình, và như vậy thì làm sao có phước được. Cho nên là cái điều đó tuy rằng là hình tướng, sự tướng bên ngoài, nhưng mà còn phàm phu chúng ta phải cần còn cái điều đó. Cho nên khi trước khi tụng kinh chúng ta phải nên trang nghiêm tự thân mình trước, phải tắm gội sạch sẽ, y áo áo trang nghiêm, lên bàn Phật ngồi tụng kinh, tay chân cũng phải sạch sẽ, chứ tay dơ bẩn chúng ta cầm kinh cái đó cũng chúng ta giống như mình bất kính, để cái tội bất kính. Cho nên quý vị cứ an tâm là chúng ta tùy tụng những kinh hướng dẫn như đã hướng dẫn quý vị nãy giờ đó, những cái kinh mà các chùa cũng thường. Còn thời khóa tụng kinh thì thường các chùa là tụng buổi sáng sớm, là hay tụng kinh Lăng Nghiêm, hoặc là buổi chiều thì hay tụng kinh thời Tịnh Độ đó, tụng Pháp Hoa, Di Đà, thì tùy tùy chúng ta. Thì còn thời chúng ta nếu không có thời gian như với các chùa sáng sớm hoặc chiều tối, thì quý vị có thể có thời gian chứ thì tụng buổi trưa, buổi chiều. Còn cái cách thức tụng kinh đó, quý vị nếu tụng một mình thì mình có thể đọc nhỏ,
để khỏi ảnh hưởng những người xung quanh. Hoặc nếu được, quý vị muốn nữa thì quý vị đọc thầm vẫn được, đọc bằng mắt, đọc bằng cái tâm, đọc thầm, nhìn cuốn kinh đọc thầm. Còn nếu quý vị thích đọc lớn lên để cho mình tỉnh thì quý vị có thể dùng tiếng mõ, tiếng chuông chúng ta đánh, chúng ta đọc lớn để mình tỉnh, mình không có bị ngủ thì vẫn được. Nói chung nhiều những cái cách đó, cách nào cũng được hết. Và quan trọng là tất cả là mình phải thành tâm thành kính, và mục đích là làm sao phải cột cái tâm mình vào lời kinh Phật. Và mục đích chúng ta đọc kinh, đọc lui đọc tới nhiều lần, mục đích đó để làm gì? Không phải là đọc để cho Phật chứng minh, mà đọc gì? Mục đích như vậy để cột cái tâm mình vô cái lời kinh tiếng kệ. Đó là phương tiện để cột cái tâm mình lại, không có tán loạn. Thì cho nên là quý vị nếu sắp xếp ở nhà, chúng ta tùy nghi, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh, chúng ta có thể sắp xếp những cái giờ nào thích hợp, chọn những bài kinh nào thích hợp, ngắn dài tùy chúng ta, để chúng ta tì tụng. Quan trọng nếu nhất tâm thì chúng ta vẫn được công đức. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, Phật tử chúng con rất thích nghe các sư thầy, sư cô thuyết pháp. Nhưng trong lúc thuyết pháp, chúng con tai vẫn lượn chuỗi. Thì làm như vậy có được không và có lỗi gì không? Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư. Thì thưa quý vị thấy trước nhất nó có điều đó là nếu mà trả lời một câu liền thì có thể là mình nên trả lời là không. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật cũng đã, chư tổ cũng đã từng dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, tức là chế tâm mình vô một chỗ, để tâm mình vô một chỗ thì không việc gì không thành. Mà cái này mình đang nghe pháp, tức là mình phải lắng cả mắt, sáu căn mình hướng về người nghe pháp. Cái tai mình lần, tức là mình cũng tán rồi, tán loạn rồi. Hoặc nếu quý vị nói con chỉ lần vậy thôi, nhưng mà cái tâm vẫn hướng về, nhưng mà nếu vậy thì mình cũng niệm Phật nó không có kết quả gì hết, chỉ là hình thức để làm cho người ta thấy là mình có tu, hoặc là làm cho chuỗi nó bốc để người ta thấy, ai thấy thì nói khen mình tu nhiều. Thì cái điều đó mình cũng giống như mình có lỗi nữa, có lỗi với cái người đang thuyết giảng. Tại vì họ hết lòng, những vị giảng sư hết lòng họ truyền trao cho mình ngồi mình niệm Phật. Nếu vậy thì thôi, chúng ta ở nhà chúng ta niệm Phật. Còn cái thứ hai, nhiều khi mình có thể thấy mình niệm, nhiều khi cầm ngồi mà đại chúng đông, nhiều khi nó cũng có sột soạt trong đó, nó cũng làm ảnh hưởng cái người xung quanh họ nghe pháp. Cho nên nếu được thì giờ nghe pháp chúng ta chuyên tâm nghe pháp, chúng tay ta chúng ta để trang nghiêm, để trang nghiêm chúng ta ngồi nghe pháp. Hoặc cái giờ khác chúng ta có thể niệm Phật thì điều đó là tốt nhất, là hay nhất. Còn nếu chúng ta phân tâm mình ra hai điều, làm sao mà có thể vừa nghe niệm Phật vừa nghe pháp được, thì như vậy nó không có chuyên nhất và nó không có đạt kết quả. Mình nghe nó cũng được vào đâu, và mình niệm Phật cũng không được kết quả nữa. Cho nên chúng ta chia thời gian ra, cái giờ nào nghe pháp chúng ta nghe pháp, giờ nào niệm Phật chúng ta niệm Phật. Nếu nói lần chuỗi chỉ là hình thức thì điều đó càng không nên nữa. Tại vì hình thức thì mình làm chi, quan trọng niệm Phật cũng để cột tâm lại. Mà mình đang nghe pháp rồi, đã cột tâm rồi, cho nên chúng ta không cần nhất thiết phải dùng chuỗi. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ, thưa sư, có một số người có ý nguyện là sau khi chết và hỏa táng, họ muốn là cho mình được đem rải xuống biển, dạ, hoặc là chôn để làm phân bón cho cây cỏ. Dạ, thưa, làm như vậy có được không và có lỗi gì không? Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, với nói về cái đề này thì chú Hiếu chỉ nói về cái quan niệm của Phật giáo thôi. Tại vì có những trường hợp là quý vị chúng ta nhiều khi phải giữ cái xác này, rồi phải chôn, rồi phải xây cho nó sang trọng. Thì cái điều đó, cái này về cái nhìn của Phật giáo thôi. Còn về cá nhân, tất cả những vị khác chúng ta làm thì đó là quyền cá nhân của quý vị. Nhưng mà với cái nhìn của Phật giáo á, thì một người cái thân này mình sanh ra là tức là vay mượn đất nước gió lửa bên ngoài, tinh cha huyết mẹ. Thì khi mà mình chết, tức là hết duyên, thì cái thân này mình trả về lại cho tứ đại. Cho nên là cái điều chúng ta đi thả xuống biển, thả tro cốt xuống biển, hoặc là đi rải cho cây cỏ, cái điều đó tốt chứ không sao hết. Tại vì giống như mình trả lại chỗ cũ, nơi mà đã từng vay mượn, mình mượn từ đất nước gió lửa, mượn cát bụi, bây giờ mình trả lại cho cát bụi, cái chuyện đó bình thường. Mình tưới làm rải cho cây cỏ nó tốt, điều đó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là cái nghiệp thức của mình nó sẽ đi về đâu. Cho nên quý vị được không có ngại. Cho còn nhiều vị quan niệm là thiêu phải chôn thôi, cái xác là phải để lại đó để cho con cháu phụng thờ. Cái phụng thờ nó không phải ra ngồi cái mã to mà để lễ lại, không phải. Phụng thờ bằng cách gì?
nương theo cha mẹ, những người đã đi trước họ sống như thế nào, tu tập điều tốt như thế nào, mình nương theo cái đó, đó là đúng là phụng thờ cha mẹ. Rồi hoặc là nếu cha mẹ chúng ta chưa biết tu tập thì những cái lúc thời gian cha mẹ mất rồi, chúng ta tu tập làm điều phước để hồi hướng công đức đó cho cha mẹ mình là hay hơn là chúng ta chôn đó, chúng ta làm cho mồ mả nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ rồi hàng ngày đi ra lễ lại cầu nguyện, không lẽ mình cột cha mẹ mình nằm chỗ đó hoài. Mà nằm đất thì lạnh lẽo chứ đâu có phải sung sướng. Nhưng mà theo nhà Phật là cái xác đó đã chết rồi thì bỏ, trả về lại cho tứ đại. Quan trọng là cái nghiệp thức chúng ta sẽ sanh về đâu, hướng về, quan trọng là nghiệp thức. Cho nên quý vị, nếu chúng ta đã cái nguyện như vậy là đi rải sông, tro cốt đem đi rải sông biển đổ bỏ, rồi hoặc là đi rải cho cây cỏ, điều đó là làm được và thực hành như vậy là tốt, đúng như như cái tinh thần của Phật dạy. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, có một số Phật tử vào chùa làm công quả giúp chùa, nhưng mà con thấy tâm tánh còn hơi nóng nảy, hay sân giận la rầy người khác. Dạ, thưa sư, làm như vậy có công đức gì không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Thưa quý vị, thì cái điều này trước nhất rồi muốn giải thích quý vị hai cái từ công quả này. Công quả này không nhất thiết là chỉ cho cái người làm việc, không phải. Công này là gì? Tức là dùng cái sức của mình, cả thân, cả thể chất lẫn tinh thần, dùng cái sức của mình để thực hiện những cái điều gì đó. Giống như quý vị thấy là công nhân này, những người làm công nhân đó thì họ dùng sức lực của mình để làm ra một sản phẩm gì đó. Hoặc còn nếu mình gọi công phu thì sao? Công phu là gì? Là dùng cái tâm lực. Tâm lực là gì? Để trì tụng kinh điển, để lễ lại Phật, thì cái đó vẫn gọi là công. Công phu, nhưng mà công phu đó công nhân chúng ta làm việc, hoặc tới chùa chúng ta. Cho nên quý vị cứ tưởng là ở dưới nhà bếp làm việc thôi, đi quét dọn mới là công quả, còn tụng kinh không phải công quả, cũng là công quả luôn. Nhưng mà mình dùng bằng tâm lực mình trì tụng kinh điển để mình đạt đến đi cái trí tuệ. Còn chúng ta làm việc vẫn dùng sức lực để làm việc thì cái đó cũng là công quả. Công là cái nhân, còn quả là cái quả. Cái nhân mình bỏ ra sức lực, tâm lực để rồi mình có được cái quả gì? Mình nhờ tụng kinh, trì chú, niệm Phật, chúng ta có được công quả là chúng ta tâm mình an, tâm mình diệt trừ, rồi mình nghe lời kinh tiếng kệ của Phật, mình thay đổi tham sân, diệt trừ tham sân si. Còn mình làm công quả cũng vậy, mình nấu ăn, mình quét dọn, mình chà rửa, mình làm mọi thứ cũng gì để mình gieo cái nhân, đặt cái tâm mình đó, mình làm cho cái đạo tràng được trong sạch, được đẹp đẽ, được trang nghiêm, để mọi người cũng vui vẻ đến chùa, họ an lạc, họ vui, thì cái đó mình cũng có cái quả. Cho nên gọi là công quả, nó cả tu tập và cả làm việc đều gọi là công quả hết. Và những người mà còn nếu đã làm về chùa, đã làm những công việc, đã tu tập nhiều như vậy mà vẫn còn tham sân si, là chúng ta phải đặt một câu hỏi là vì đó là do cái tâm ngã mạn của họ còn nhiều, còn cao quá. Tại sao? Họ thấy họ còn làm việc nhiều nè, họ còn nấu ăn, họ còn rửa chén, họ còn chà rửa, họ thấy họ công việc, họ làm được việc cho mọi người, cho nên cái ngã mạn họ sanh ra. Cho nên dễ sân lắm, gặp ai gì cả là tham sân giận, nó dễ sân liền. Hoặc là họ thấy người đó tu nhiều nè, lên trì tụng nhiều khi cả tiếng đồng hồ lễ lại, cả mấy trăm lạy mà vẫn siêng, nhưng mà được người ta khen, bắt đầu tự cái ngã mạn nó sanh ra, cái đâm ra nó dễ sân giận lắm, chỉ cần ai đụng tới là sân si. Cho nên nếu mình làm công quả, mình làm tu tập, mình diệt được cái tham sân giận thì quý vị chắc chắn sẽ diệt được cái tham sân si. Cho nên nếu chúng ta làm công quả mà vẫn còn tham sân si thì đương nhiên chư tổ thường dạy rồi là công đức nó không có bao nhiêu hết. Tại vì mình đã coi thường người khác, mình khoe khoang cái danh của mình làm, thì như vậy là công đức nó không nhiều. Nó vẫn có nhưng mà nó không đạt tới mức độ cao, nó không có nhiều. Cho nên quý vị muốn được trọn vẹn công đức của mình, vừa mình có cái công quả nó trọn vẹn, thì quý vị làm mà làm bằng cái tâm là không cầu danh, diệt cái tâm ngã mạn, không thấy những điều mình làm. Mình làm vậy thì tự nhiên mình hết lòng và ai tới mình cũng hoan hỷ hết. Còn nếu mình với cái tâm đó, tự nhiên mình mới chà cái chỗ này sạch, cái người ta lỡ đổ miếng nước, cái mình sân lên liền. Mình nói, ôi tôi mới làm bỏ nốt mất công nãy giờ làm sạch sẽ, mà quý vị tới làm dơ, mà kia là mình sẽ sân lên liền. Còn nếu lỡ người ta có làm gì đó, mình vẫn nghĩ do người ta vô tình, cái tâm mình khiêm cung, mình nhìn xuống, mình nghĩ rằng mình không thấy mình làm chuyện gì hết, thì cái tâm sân mình nó không dễ sân lên. Cho nên quý vị muốn, không nên, chúng ta nếu thực tập được công việc
dùng được công sức của mình để làm công đức rồi thì phải gì? Phải diệt được tham sân si ngã mạn trong lòng của mình, thì như vậy chúng ta mới công đức trọn vẹn. Cảm ơn sư. Dạ thưa sư, Phật tử của chúng con thắc mắc là khi ngủ thần thức đi về đâu? Vì có một số người ngủ rất là say và ngủ ly bì đến nỗi mà gia đình thân quyến sinh hoạt nói chuyện ồn ào chung quanh thì họ cũng không hay biết gì hết. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, thì nếu mà nói vấn đề này thì phải nhắc tới vấn đề duy thức học của Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì theo quan niệm cái nhìn duy thức học Phật giáo, con người gồm có 8 thức. 5 thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, 5 thức đầu. Rồi quý vị, mắt cũng có cái thức nhìn, nếu không có thức là chúng ta nhìn cũng như không biết, không thấy. Còn tai mà chúng ta không có cái thức là chúng ta có nghe cũng như không nghe, không, chúng ta không có cảm nhận được. Mũi, lưỡi, thân, 5 cái thức đầu khi mà ngủ thì đó là 5 thức đầu. Còn 3 thức sau là gì? Là ý thức. Ý thức tức là chúng ta phân biệt. Còn thức thứ 7 là mạt na thức, là gì? Còn gọi là truyền tống thức, tức là để nói thức thứ 8 luôn để cho quý vị dễ hiểu cái thức thứ 7. Thức thứ 8 là A Lại Gia thức. A Lại Gia thức đó là gì? Đó còn gọi là tàng thức, tức là giống như một cái kho chứa. Còn mạt na thức thứ 7 là giống như ông chủ kho. Có cái gì đưa vô là ông chủ hốt đem vô cái tàng thức đó cơ. Cần cái gì thì ông chủ lôi ra. Và đặc biệt cái thức thứ 7 mạt na này có một cái chấp là chấp cái đó là của mình, chấp cái kho đó là của mình, chấp của mình. Thì thưa quý vị là khi mà ngủ, 5 thức đầu theo cái nhìn của duy thức học Phật giáo, 5 cái thức đầu nó rất là yếu, hoạt động yếu, không phải là chết. Tại vì nếu chết là chúng ta không còn biết nữa. Hoặc là nếu mà chết thì tại sao chúng ta đang ngủ nhiều khi nghe tiếng động chúng ta tỉnh liền, hoặc là nghe ai kêu chúng ta tỉnh liền. Có trường hợp những người họ ngủ say, ngủ ly bì thì tại sao? Là tại vì nhiều khi họ mệt quá, họ mệt cái rồi họ ngủ mê man nhưng mà không chết, đó không phải chết. Thì 5 thức đầu vẫn ở đó chứ không phải đi đâu hết, nhưng mà yếu, cái sự hoạt động nó yếu lại thôi. Còn đặc biệt thức thứ 6 vẫn hoạt động, tức là ý thức, chúng ta ngủ ý thức vẫn hoạt động. Cho nên tại sao chúng ta hay nằm mơ là vậy đó, là ý thức nó còn hoạt động. 5 thức đầu nó yếu thôi nhưng mà nó vẫn nằm đó, nhưng mà đặc biệt thức thứ 6 là hoạt động, tức là ý thức hoạt động. Cho nên nhiều khi chúng ta ban ngày chúng ta làm việc gì chúng ta còn đã trải qua, chúng ta sẽ mơ lại những cái giấc mơ. Cho nên tại sao có nằm mơ là như vậy? Do ý thức hoạt động. Thì trong lúc ý thức hoạt động thì sao? Nó sai sử, nó kêu cái thức thứ 7 á, là mạt na thức, tức là ông chủ kho đó, vô tàng thức. Ban ngày chúng ta đã đẩy vô đó cái gì? Ví dụ ăn xôi, ăn chè, hoặc là giận người nào đó, thì bắt đầu cái ý thức nó nhớ lại, nó nhắc. Nó kêu cái thức thứ 7 là mạt na, ông chủ giữ kho, vô cái kho tàng thức thứ 8 á, lôi ra. Thì bắt đầu mình mới mơ, nằm mơ thấy cảnh này thành lại những cái cảnh mình đã từng thấy. Rồi nó sẽ liên tưởng có những cái mà nhiều khi mình nghĩ nó là mình chưa thấy, hoặc là nhiều vị nó đã từng thấy cái cảnh nó rồi, trong giấc mơ y chang rất là quen. Thì tại vì mình đã có trong tàng thức rồi. Cho nên 3 cái thức sau là rất quan trọng, là cái chứa, nó chứa đựng trong đó. Cho nên ban ngày chúng ta huân tập những điều hay, ý đẹp, thì ông chủ thứ 7 mạt na đó, nó hốt nó đưa vô chúng ta kho, đó là những điều tốt. Còn nếu trong ban ngày chúng ta toàn là chửi bới, giận hờn, thương ghét, toàn là tham sân giận si mê không, thì ông chủ thứ 7 cũng hốt vô trong kho đó toàn những cái điều xấu không. Chúng ta đi theo bài bạc rượu chè thì cũng vô cái kho đó, những cái tư tưởng đó. Thì cho nên chúng ta ngủ chúng ta hay cũng thấy những cái điều đó. Cho nên chúng ta huân tập cho vào tàng thức của mình những cái lời hay, ý đẹp, những cái lời kinh tiếng kệ, thì chúng ta sẽ có những cái tư lương đó khi mà ngủ. Cho nên thưa quý vị, khi ngủ thì thần thức chúng ta không đi đâu cả, vẫn ở yên đó, nhưng mà 5 thức đầu hoạt động yếu, thức thứ 6 hoạt động mạnh. Cho nên là nó sẽ lôi trong cái mạt na, kêu mạt na lôi trong tàng thức ra, để cho nên chúng ta vẫn còn nằm mơ. Còn cái vụ ngủ say đó là do chúng ta nhiều khi mệt mỏi, chúng ta ngủ quên thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà ai có những tiếng động mạnh thì đương nhiên người ta vẫn thức, chứ người ta đâu có đi luôn đâu. Còn nếu mà không hoạt động, không đi đâu, chết luôn rồi, thì cái đó là người chết rồi. Cho nên thưa quý vị là theo cái nhìn Phật giáo là như vậy. Nó không, khi ngủ thức chúng ta vẫn hoạt động, nhưng mà đặc biệt thức thứ 6 hoạt động mạnh thôi. Còn 5 thức đầu
là vẫn nằm yên đó, nhưng mà cái mức độ hoạt động nó yếu, giống như nó nghỉ ngơi thôi, nó yếu xuống. Khi chúng ta tỉnh thì bắt đầu nó, những cơ quan nội tạng chúng ta mới hoạt động mạnh hơn, và ngủ thì nó hoạt động nhẹ, yếu lại, cho nên chúng ta không có đi đâu cả. Cảm ơn sư. Và hôm nay chúng con học được rất là nhiều điều hay. Con hy vọng được gặp sư kỳ tới để học hỏi thêm về đề tài Phật pháp khác. Dạ, dạ, cảm ơn sư. Dạ, chúc tất cả quý vị luôn luôn có được ý thức trong cuộc sống, đặc biệt là hướng về những điều lành, để cuộc sống chúng ta luôn luôn được an vui. Hộ pháp rất là nhiều, thì có bốn cái hệ thì sẽ giải thích cho quý vị. Thứ nhất á, là thường có chùa là sẽ thờ những vị già lam hộ pháp. Là ai? Thứ nhất là ông Tiêu với ngài hộ pháp là một, đó là cũng thuộc già lam hộ pháp đó, là vị hộ pháp cho những chốn chùa chiền. Thì ông Tiêu hộ pháp, hộ pháp là quý vị biết vị nào không? Quý vị đến chùa có từng thấy không? Ở đây có một tượng nhỏ nhỏ đứng trên kia quý vị, là ngài hộ pháp á, hộ pháp chùa đó. Ủa cho lâu nay không để ý hả? Lại hoài không biết ai hả? À, những chùa lớn hơn thì thấy để hai bên hai tượng, là một bên là ngài hộ pháp, thì ngài vị này gọi là Vi Đà Tôn Thiên, chứ không phải Di Đà nữa quý vị, gọi là Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Cho nên là vị hộ pháp Vi Đà này là một vị rất là có một cái thần thông chạy rất nhanh. Cho nên trong sử Phật, trong nhà sử của Đạo Phật chúng ta có ghi lại á, là khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt, lúc mà làm lễ trà tì và phân chia xá lợi của Đức Phật, thì vua trời Đế Thích mới đi xuống. Tại vì trước khi mà Đức Phật nhập diệt, Đức Phật có hứa cho vua trời Đế Thích một cái xá lợi răng của ngài để đem về cõi trời tôn thờ. Thì cho nên là lúc đó vị trời Đế Thích mới xuống, vừa nhận được cái răng xá lợi Phật bỏ vào trong tháp để đem về cõi trời, thì có một con quỷ dạ xoa, nó đứng cạnh bên, núp ở đó, và nó đã trộn cái răng của Phật, trộn cái răng xá lợi Phật. Thì lúc bây giờ hộ pháp Vi Đà là một vị thần ở trên trời có xuống. Thì khi mà thấy như vậy, vị này thần thông chạy nhanh mà quý vị, nhanh như chớp, cho nên đã chạy như bay, đã bắt được quỷ dạ xoa và lấy lại cái xá lợi răng của Phật đem về gửi lại cho ngài trời Đế Thích. Thì từ đó vua trời Đế Thích mới sai bảo vị hộ pháp Vi Đà này là ở tại trần gian để mà hộ trì Phật pháp, bảo vệ Phật pháp, trừ tà trừ ma quỷ, bảo vệ Phật pháp. Cho nên từ cái sự đó mà hầu như các chùa, quý vị thấy là luôn luôn có ngài hộ pháp Vi Đà. Thì trong cái câu đọc bài ngày chú hộ pháp này có một cái câu là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Quý vị có từng nghe câu này chưa? Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Thì có vị hỏi là tại sao cái cõi này thường hay gọi là Tứ Châu, tức là Đông Tây Nam Bắc, mà sao cái này có ba châu à? Là Tam Châu Cảm Ứng thôi, chỉ có ba châu mà không có bốn. Thì sẽ giải thích cho quý vị là thứ nhất, trong kinh điển nhà Phật cũng như Ấn Độ giáo quan niệm cái cõi, cái thế giới này, thế giới quan này, thế giới chúng ta ở cả địa cầu và ngay cả cõi này là bao quanh bởi cái núi, bao quanh cái núi Tu Di và bốn hướng, gọi là Đông Tây Nam Bắc. Quý vị hay nghe cái từ Đông Thắng Thần Châu không? Có nghe đúng không? Mà đọc trong kinh rất là nhiều. Đó là cõi hướng đông của núi Tu Di, gọi là Đông Thắng Thần Châu. Thì cõi này là sao? Là dân chúng ở đây rất là xinh đẹp, và họ sống tuổi thọ của họ là đến 700 tuổi. Dân chúng sống là rất là khuôn mặt tròn trịa mà đẹp, cho nên gọi là Đông Thắng Thần Châu, phía đông của núi Tu Di. Còn cõi thứ hai là gì? Tây Ngưu Hóa Châu. Quý vị cũng mấy từ này quý vị nghe hoài phải không? Tại sao gọi là Tây Ngưu Hóa Châu quý vị?
Con đoán đoán được không? Ngu là con trâu. Ngu là con trâu, vậy đoán gần ra nữa. Tây ngu hóa, châu hóa là gì? Là giống như hàng hóa. Thì cái cõi này người ta buôn bán không, dù thay vì dùng tiền tệ để trao đổi, họ dùng trâu để trao đổi. Con trâu là làm tiền tệ, làm cái vật để trao đổi, mua bán vật dụng, dùng trâu để đổi, chứ không phải dùng tiền như mình. Cho nên gọi là Tây ngu hóa châu. Thì cõi thứ ba là Nam Thiệm Bộ Châu. Là quý vị, đố quý vị biết cõi này là cõi ở đâu? Cõi, cõi mình đây nè. Ta bà là chung cho thế giới là bốn cõi, nhưng mà cõi mình đang ở gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, hay còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Quý vị có từng nghe từ này rồi phải không? Tại sao gọi là Phù Đề? Mỗi cái từ nó có cái ý nghĩa hết các vị. Tại sao Nam Thiệm Bộ Châu còn gọi là Nam Diêm Phù Đề? Tại sao Phù Đề? Thưa quý vị, Diêm Phù. Tại sao gọi là Diêm Phù? Diêm Phù, cõi này là cõi Diêm Phù. Tại vì theo cái Diêm Phù đúng ra đó là cái từ dịch ra nghĩa của cây dâm bụt. Quý vị biết cây dâm bụt chưa? Biết không? Thì hồi xưa thời Ấn, lúc bây giờ ở Ấn Độ, cái cây này rất là nhiều, cây dâm bụt rất là nhiều. Cho nên gọi cái xứ mà Ấn Độ, nhưng xứ chúng ta ở chung luôn là gọi là Nam Diêm Phù Đề, là gọi là cái cây dâm bụt nhiều, cho nên gọi là Diêm Phù. Cho nên gọi là từ Diêm Phù, cho nên quý vị phải để ý cái từ đó. Cho nên cõi Nam Thiệm Bộ Châu còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Quý vị hiểu cái từ này ha. Là cõi này là dân chúng phải làm việc mới có ăn. Và cõi chúng ta đang sống này, nó hơi vất vả một chút, nhưng mà phải làm việc mới có, phải làm mới có để ăn. Nhưng mà chúng ta hơn ba cái cõi kia, tức là cõi này có Phật Pháp, biết tu tập, biết cải tà quy chánh để hướng đến giác ngộ giải thoát. Còn những cái cõi kia họ không có tu tập. Để mình cho nên giải thích quý vị tại sao có những người mà giàu quá giàu, mà quý vị thấy họ đâu có tu gì đâu, tại sao họ giàu? Quý vị thấy có không? Còn nói sao mình tu muốn chết thì phần nào mình cũng đi tu hết, mà sao mình không giàu? Là cái cõi thứ tư gọi là, một lát nữa sẽ giải thích quý vị cái ý này. Cõi thứ tư gọi là Bắc gì? Bắc Cô Lô Châu. Cõi này là dân chúng đất đai màu mỡ, lúa rồi thóc tự mọc, không cần trồng, rất là sung sướng, họ hưởng thọ tới 1000 tuổi sung sướng. Thì cái cõi này nằm trong một trong tám nạn. Quý vị nhớ tám nạn không? Bát nạn đó, bát nạn tam đồ. Tam đồ thì quý vị biết rồi, bát nạn quý vị còn nhớ không? Sẵn ôn lại luôn, quên luôn rồi. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là ba cõi rồi đó. Rồi đuôi điếc câm ngọng là chính tính là một, là bốn. Cái gì nữa? Tây ngu, cõi trời gì? Tây ngu hóa châu. Rồi cái gì nữa? Cõi Nam Bắc Cô Lô Châu. Rồi gì nữa? Phật tiền, Phật hậu, là sanh trước Phật và sanh sau Phật. Thì cái Bắc Cô Lô Châu nó cũng nằm trong cái bát nạn. Không, hồi nãy không phải Tây Ngu Hóa Châu, một trong tám nạn đó là Trường Thọ Thiên, là cõi thứ 8. Trường Thọ Thiên tức là sống trường thọ nhưng mà không có tu tập gì. Thì cho nên cũng nằm trong, cho nên quý vị nói thọ, nhưng mà thọ mà ăn chơi sung sướng thì quý vị cũng sa đọa. Chứ mình nghĩ rằng thọ là một cái phước, đúng là một cái phước, nhưng mà không có tu tập thì nó cũng nằm trong một trong tám nạn. Cho nên có cái cõi trời Trường Thọ Thiên là cũng nằm trong tám nạn luôn. Thì cái Bát Cô Lô Châu là một trong tám nạn. Cho nên là cõi này không có Phật Pháp, cho nên Long Thần Hộ Pháp không có ứng hiện, không có cảm ứng đạo giao, không có ứng hiện gia hộ. Cho nên chỉ có cái câu Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, tức là ứng, Ngài chỉ ứng hiện ba châu hộ pháp: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Còn Bắc Cô Lô Châu là một trong tám nạn. Cho nên cõi này là cõi sung sướng, ăn chơi không. Thì quý vị thấy có những người tại sao họ giàu có, nếu quý vị muốn sanh về cái cõi này, quý vị không cần tu, quý vị cứ đi bố thí, làm chết sống, làm bán sống bán chết, làm tiền thật nhiều, quý vị đi bố thí, quý vị giúp cho người nghèo, quý vị làm đủ thứ việc hết, thì quý vị gieo cái nhân này sẽ được sanh về cõi
Thứ nhất, ít nhất cũng vô được cái gì? Bắc Cô Lô Châu cõi dầu để hưởng thụ thôi, nhưng mà không có tu, không có Phật Pháp. Đức Phật không có ứng hiện tại cái cõi này, người ta ăn chơi sa đọa, người ta không có chịu tu tập. Thì cho nên, tại sao có những người quý vị thấy đó, tại sao họ không tu nhưng họ giàu? Tại vì họ bố thí rất là nhiều. Thì quý vị, họ vì mục đích gì? Vì con họ, họ bố thí. Vì chồng họ, vì vợ họ, vì người thân họ, họ bố thí thôi. Thì quý vị thấy có một người gì đó, ông gì đó mà bố thí 99% tài sản thì vì đứa con, vì cái con của mình để họ bố thí thôi. Thì họ cũng được cái phước chứ phải không? Quý vị vẫn có phước, nhưng mà không có hướng về Phật Pháp tu tập để chuyển bỏ cái tâm tham, tâm danh lợi, những cái tâm tham vọng ở trong lòng, không hết tham sân si thì vẫn cứ vẫn được sanh về cõi Bắc Cô Lô Châu, là được sung sướng kiếp tại vì họ bố thí quá nhiều, nhưng mà không có Phật Pháp tu tập. Quý vị thấy còn có những người họ vẫn đẹp, họ vẫn giàu quá trời, thì họ bố thí, tu cái nhân bố thí nhiều, cho nên họ luôn được giàu, được đẹp. Cho nên mình thì sao? Mình ráng tu đi, mình được giải thoát, mình nhờ cái đức tu chúng ta cũng sẽ được. Dù có những người quý vị thấy sống trong đống tiền họ cũng khổ, không có Phật Pháp tu tập họ vẫn khổ đâu. Còn có những người quý vị thấy họ sống đơn giản, không có cần tiền của nhiều, họ sống an lạc, tại vì họ có cái pháp để họ tu tập. Thì cái đó nó phước hơn quý vị. Cho quý vị đừng nghĩ người đó giàu hơn là ngon hơn mình. Nó chưa phải như vậy quý vị. Người giàu khổ nhiều lắm, rất khổ nếu không có Phật Pháp. Cho nên quý vị đừng bây giờ nghĩ so đem cái của cải để so sánh người đó hơn người này, tức là họ ngon hơn. Nó không phải như vậy. Mà cái hơn ở đó là cái đức tu hành để chúng ta giải thoát giác ngộ. Cho nên trong nhà Phật chúng ta nguyện khuyên những người biết tu tập là nguyện kiếp sau tiếp tục, nếu được tiếp tục thì được gặp Phật Pháp để tu tập. Chứ quý vị đừng có nguyện sanh lành ra được giàu có. Quý vị giàu có mà không có Phật Pháp hưởng sa đọa rồi, quý vị cũng bị đọa. Thì quý vị thấy những cái đời vua chúa không? Biết bao nhiêu đời họ rất là sung sướng, hưởng thụ không ai bằng vua mà. Nhưng mà cuối cùng nó cũng sụp đổ hết. Là tại vì họ không có tu, họ chỉ hưởng thụ những cái giàu có kiểu đó, cho họ không tu, cuối cùng nó cũng bị đọa. Cho nên quý vị phải tranh thủ để chúng ta tu tập, đừng nguyện kiếp sau tiếp tục được nữa để gặp Phật Pháp, để cái đó thì chúng ta mới chuyển được cái nghiệp của bản thân mình. Thì cho nên là Ngài Hộ Pháp Vi Đà là ứng hiện ở Tam Châu, tức là ba châu đầu quý vị ha, Đông Tây Nam. Cho nên cái ý là như vậy. Thì đó là Hộ Pháp Vi Đà. Còn vị thứ hai mà các chùa hay thờ là gì? Ông Tiêu Diện. Là cái người gì quý vị? Cái mặt thì đỏ mà cái lưỡi thì rất là dài. Đó là ứng thân của Bồ Tát. Bồ Tát gì? Bồ Tát Quan Âm. Là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện như vậy để làm gì quý vị? Là tức là từ bi, với lòng từ bi thôi, nhưng mà làm dữ để dọa những người xấu. Ví dụ kẻ xấu mà họ thấy tự nhiên họ sợ, cái họ thục, họ không dám. Thì với cái ứng hiện từ bi chứ không phải là để hại người, thì đó Ngài Tiêu Diện. Nhưng mà có những chùa thì không thờ Hộ Pháp ông Tiêu, tức là Tiêu Diện. Có chùa thờ là Hộ Pháp và ông Quan Công. Quý vị đi cái chùa, có nhiều chùa là ông Quan Công mặt đỏ mà cũng râu thiệt là dài. Quý vị có thấy không? Có. Là thay vì thờ Ngài Tiêu Diện thì thờ hộ, cũng Hộ Pháp Vi Đà, nhưng mà không thờ Tiêu Diện mà thờ Quan Công. Thì cái ý Ngài Quan Công là ngày xưa thời đời Thục Hán đó quý vị, là vị này là một vị quan rất là trung nghĩa, trung thành, đã bị chết oan, và vị này đã hiển thánh và ứng hiện ở núi, ở núi, và đã đòi, để đòi lại cái đầu của mình tại vì bị chết oan. Thì lúc đó gặp một vị sư, một vị hòa thượng, một vị sư đã khai ngộ cho vị này bỏ những cái ân oán, và vị này đã hướng về quy y Tam Bảo. Và từ đó nhà Phật nêu gương trung nghĩa của vị thần Quan Công này, hay gọi là Quan Vân Trường, quý vị còn tên là Quan Vân Trường hay là Quan Công. Cho nên để Ngài cũng là làm hộ pháp cho chùa, nhà trong những chùa. Cho nên từ đó là trong các chùa miền Bắc thờ nhiều, quý vị. Trung Quốc sang Trung, từ Trung Quốc sang miền Bắc, cho nên miền Bắc thờ nhiều là Quan Công. Là Bao Công, không phải Bao Công, đó là Quan Vân Trường. Đó là lịch sử đời Thục Hán. Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi là ba nhân. Đó,
Thì Quang Vân Trường là một vị trung nghĩa, cho nên là biết hướng về khi mất rồi hiển thánh, rất là linh. Nhưng mà nhờ một vị hòa thượng đã khai ngộ hướng về quy y Tam Bảo, cho nên nhà Phật cũng nêu gương cái vị trung nghĩa của vị này để hướng cho vị này về làm hộ pháp cho ngôi Già Lam. Cho nên các chùa cũng có thể thờ, có những chùa thờ Quang Vân Trường. Còn quý vị biết là trên tu viện Bồ Đề là thờ bên này hộ pháp, bên này là Kim Cang, thay vì thờ ông Tiêu. Tại vì thật ra có những trường hợp là có những cái nhìn, tại vì có nhiều đứa con nít đó, nó vô thấy ngài Tiêu Diện le cái lưỡi của nó sợ quá, cho nên thay vì vậy cho nên là muốn thờ ngài Kim Cang. Kim Cang là ý là gì quý vị? Tức là hay dùng cái từ Kim Cang bất hoại, đó là cái thanh tịnh, là kham nhẫn, tức là không thay đổi, không biến hoại. Quý vị đeo cái gì mà kim cương nó có mắc hơn hơn vàng không? Mắc hơn chứ, là mắc hơn. Đó, mắc hơn. Nó vậy đó, nó giá trị hơn. Thì kim cương hay kim cang cũng vậy. Thì trong nhà Phật có nhắc tới tám vị gọi là bát bộ kim cang, kim cương, kim cang hộ pháp. Trong nhà chùa hay dùng cái từ kim cang, bát bộ kim cang hộ pháp là tám vị này là thờ. Quý vị mà hay lạy ngũ bát danh, quý vị cũng có đọc cái từ là mật tích năng khiển mật tích kim cang ủng hộ, là ngài Bồ Tát Quan Âm, là ngài Bồ Tát Kim Cang, là vị hộ pháp, cũng là một vị hộ trì chánh pháp, cho nên gọi là hộ pháp là vậy đó. Thì thờ kim cang vẫn được, là một vị thần hộ pháp cho nhà chùa nằm trong những cái tám vị bát bộ kim cang. Thì ở miền Bắc là thờ hầu như thờ tám vị luôn, quý vị, gọi là bát bộ kim cang để hộ trì cho chùa, là thờ tám vị. Để chúng ta có thể thờ một vị vẫn được. Thì còn một cái thờ nữa là chúng ta thấy chúng ta thờ những cái hình tượng để là gì? Mục đích là tất cả với ý nghĩa là gì? Hộ trì chánh pháp. Quý vị đi những cái chùa Trung Quốc còn nữa là gọi là tứ thiên vương. Quý vị có thấy bốn góc có bốn vị không? Quý vị đi chùa ở trên đây có nè, chùa Tàu á, quý vị thấy gọi là tứ thiên vương. Có vị thần, có một vị thần Càn Thác Bà là cầm cái đàn á. Cái đàn là trỗi âm nhạc từ bi để khiến, để độ người. Một vị thần cầm cái tháp là thể hiện tinh thần đa văn. Còn một vị cầm cái chày kim cang. Thì quý vị thấy là bốn vị tứ thiên vương ở bốn góc. Thì trong lịch sử Trung Quốc cũng có ghi rõ cái ý đó, là ngày xưa lúc mà một vị tướng, khi mà đất nước lâm trận, vị này đã trì chú xin cầu nguyện cầu khẩn các vị thần ra để cùng giúp nước. Thì bốn vị thần kim cang này đã ứng hiện để giúp dẹp giặc, để cho đất nước bình yên. Cho nên từ đó mới để bốn vị này thờ tại chùa, để gì? Với mục đích là hộ trì chánh pháp, gọi là tứ thiên vương. Rồi mấy cái ý này quý vị còn thắc mắc cái gì không? Hết thắc mắc cái ý này không? Là như thưa cô, phi thờ là sao thưa cô? À, không ăn phi thời. Dạ đúng rồi đó, cái ý này cũng hay đó. Có nhiều vị nói là không ăn phi thời đó. Nãy con định hỏi rồi. Định hỏi hả? Nãy con đọc mà không biết là... Đọc mà không biết cái gì? Là giới thứ mấy? Giới thứ 8 là không ăn phi thời. Thì thưa quý vị, là ngày xưa Đức Phật thời Ấn Độ là lúc bây giờ ai cũng gì ăn đó khất thực, ngày ăn có một lần bữa trưa thôi, giờ ngọ, tức từ 12 giờ tới 1 giờ là giờ ngọ, ngoài cái giờ đó là không ăn. Thì cho nên các vị sư mà bây giờ theo Nam Tông á, Nam truyền Nguyên Thủy á, vẫn cứ ăn giờ đó, vẫn ăn mặn. Rồi bình thường Phật tử đem vô cuốn gì ăn đó là gì? Là không quá giờ ngọ, là đúng giờ. Phi thời tức là phi là không đúng thời. Nhưng mà ngày nay chúng ta Phật giáo phát triển đại thừa, chúng ta tu tập Thọ Bát Quan Trai không ăn phi thời, có nghĩa là ví dụ chúng ta đã ăn buổi rồi thôi là chúng ta không ăn tạp nữa. Mà nói như vậy không có nghĩa là chiều về chúng ta cấm ăn, là tại vì không hợp thời ăn không đúng thôi. Còn cái này là chúng ta ví dụ phương tiện chúng ta tu tập thì trong giới nhà Phật là ví dụ có thể chiều quý vị có thể ăn nhẹ, hoặc cho quý vị về nhịn đói. Ngày thường quý vị ăn quen rồi, con ngày thọ bát quý vị về nhịn đói thì cái bổ tử nó đau, rồi quý vị đổ thừa nó Phật không linh. Là cho nên quý vị cứ ăn, nhưng mà mình ăn gì? Mình ăn trong chánh niệm, mình ăn nhẹ nhàng. Quý vị đừng có ăn cái gì quá. Thay vì bữa đó, thay vì ngày đó chúng ta ăn mặn đi,
Thì thôi bữa đó mình thổ bắt quan trai thì về chiều mình ăn rác tập ăn chay một chút. Đừng ăn mặn, đừng ăn thịt cá, đừng ăn cái gì mà để vì khoái khẩu. Cho nên vẫn được, cho nên quý vị đừng có ngại. Ăn phi không phi thời tức là không ăn đúng lúc. Nhưng mà bây giờ mình đúng thọ bát đúng, nếu mà đúng như vậy chỉ ăn giờ ngọ thôi. Nhưng mà trong giới luật nhà Phật là có thể tùy duyên mình uyển chuyển nhưng mà không có nguy hại. Giống như Phật chế cái giới mà cấm uống rượu đó quý vị. Nhưng trừ bệnh cũng có thể uống được. Uống để trị bệnh. Cho giống như ăn cơm vậy thôi. Thì trừ trường hợp không ăn phi thời, nhưng nếu chúng ta vì sức khỏe chiều chúng ta ăn. Nhưng mà thôi ngày đó chúng ta tập ăn đúng chánh pháp chút rồi chúng ta ăn chay. Thưa mình ăn lặt vặt được không? Là chưa. Đấy bánh kẹo, kẹo bánh gì cũng ăn không? Thì quý vị thấy ăn sao tham thực thì cực thân thôi. Mình ăn nhiều thì biết có được không? Nhưng mà ráng tập tu được cái ngày đó thì càng tốt. Đó mình tu được cái miệng. Thôi cái ngày đó thay vì mình ăn vặt nhiều quá, mình ngày đó mình đã phát nguyện tu rồi, mình ráng giữ đi. Không phải là không được, nhưng mà mình ráng tập. Mình ráng tập rồi cho nó tốt hơn. Thưa con thì chị, con không có ăn gì, nhưng mà con có ăn củ khoai hay là ăn chế một không có. Được, từ đó nãy nói rồi đó. Tại vì ăn nhẹ, đừng có thay vì vậy mình ráng ngày đó mình ăn chay, đừng có ăn mặn. Rồi về thay vì mình phải nấu linh đình cho ngon, nói hôm nay trưa thọ bát ăn chay mệt quá, rồi tối về làm nồi thịt, nồi cá gì đó, ăn cho nó đã cái miệng, thì có vậy là chứ quý vị sai cái phi thời rồi. Thì cái phi thời này là ví dụ mình đúng chiều mình ăn nhẹ ăn chay, mình ráng ăn cái gì đó nhẹ nhàng thôi. Nếu mà quý vị thấy mà chiều có xin bữa trưa đồ ăn nhiều ra nè, lúc nào mình đầy đủ tu vô vậy ăn tiếp. Quý vị có ai thắc mắc gì nữa không? Con thấy ở trong chùa Tàu đó có thờ ông Tôn Ngộ Không. Ở cái đó thì họ thờ thôi, chứ còn thật ra trong lịch sử là không thật, sự thật là không có. Cái đó là một cái chuyện đặt ra thôi. Ngài Huyền Trang là có thật, nhưng mà Ngài Ngộ Không tượng trưng cho cái gì? Cho cái trí tuệ của Ngài Huyền Trang thôi. Còn Bát Giới là tượng trưng cho cái lòng tham. Đó là biểu hiện từ trong cái ý để đưa tác giả mới ghi dựng cái hình ảnh phim. Chứ Ngài Tôn Ngộ Không là không, hình ảnh không có thật trong lịch sử. Dạo Mai. Mình tụng chú Đại Bi, con thấy thiên thủ thiên nhạn tu Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì có thể cô nói sơ con cái tâm Đà La Ni là tâm gì? Là cái tâm này, quý vị là cái tâm bất hoại đó, thiên chú bất hoại đó, tâm Đà La Ni đó. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tức là cái tâm đại bi này là không vô ngại được, nó hướng tới cái Đà La Ni, tức là không có hoại diệt. Cho nên mình tụng bài chú và đại bi luôn luôn mình đặt cái câu đầu tiên đó, là cái lòng từ bi của mình, cái lòng từ bi đó nó vô ngại, nó không có bị biến hoại, nó không bị thay đổi, tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Âm. Quảng Thanh. Sư phụ, con đọc sám phổ biến rất là nhiều, nhưng mà có một cái này con rất là thắc mắc, con giải thích này cũng có đúng không? Tức là câu đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Nếu mới đọc thì tưởng tượng hai câu này hơi giống nhau ý nghĩa, nhưng mà con thì con lại nghĩ thế này, tại vì tất cả phía dưới là tam giả và hướng dẫn là mình tu rồi, nhưng cái câu đầu tiên á, con nghĩ là lễ kính chư Phật là người với người, lễ kính người như là một như tại vì đấy là người với người lễ kính với nhau trước đó. Người với người khiêm cung khiêm tốn và lễ kính nhau, bởi vì tất cả những chúng sanh và người đều là Phật chưa thành. Con hiểu như vậy có đúng không? Rồi đến nhị giả xưng tán Như Lai thì là cái ý Quảng Thanh hỏi hai cái câu: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, thì cái ý là trước hết là người kính với người. Thì cái đó thưa quý vị, trước nhất mình muốn cái ý của cái câu này, trước nhất mình hướng về mình muốn xưng tán Đức Phật là phải có cái lòng tôn kính trước. Chứ còn mình xưng tán Ngài, mình khen, ví dụ hoặc là quý vị vô khen cho có cái miệng thôi, xưng tán Như Lai là một đấng đại từ bi, là cha lành trong nhân loại, nhưng mình không kính, mình không biết cái ông này sao, mình không có kính trọng, mình không có hiểu, mình không kính. Thì cho nên tất cả là phải xuất phát từ cái kính trước.
từ cái kính đó rồi mình mới xưng tán, xưng tụng Ngài. Thì một cái ý sâu hơn vẫn được, một cái ý xa hơn vẫn được. Tức là trong cuộc sống này, trước khi mình lễ Phật, mình kính Phật, thì những người xung quanh mình cũng phải thể hiện cái lòng tôn kính lẫn nhau. Chứ mình nói mình lên kính Phật thôi, còn những quý vị này không là cái gì tôi cũng thèm kính, thì cái đó cũng chưa đúng nghĩa là mình kính Phật. Ngay cả ví dụ chồng con, vợ con, rồi những bạn bè chúng ta gặp nhau, chúng ta cũng thương, thương mà thương với lòng kính trọng lẫn nhau, không phải mình đi coi thường. Mình nói tôi chỉ biết ông Phật, tôi kính ông Phật thôi, thì như vậy cũng chưa phải đúng cái ý nghĩa là nhất giả lễ kính chư Phật. Nhưng mà cái ý đầu tiên mình phải hiểu đó là muốn xưng tán Đức Phật, phải hiểu tôn kính Ngài, hiểu và tôn kính trước, mình mới xưng tụng, xưng tán Như Lai. Và cái tôn kính Phật thì cũng phải tôn kính những người xung quanh, tại vì đó là những vị Phật sẽ thành, là chúng ta phải tôn kính, thương yêu lẫn nhau. Tất cả quý vị phải phát xuất từ cái sự tôn kính. Con có nghe câu gì, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có thể cô có thể giảng đi sơ thì con không hiểu. Tam giới, quý vị hay đọc cái này hoài phải không? Dục giới tức là cái cõi mà là sao? Nặng về cái dục, tham dục, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ là nằm trong cõi mình thôi, nhưng mà nó chia ra ba cái cấp bậc. Thứ nhất là dục giới, là chúng là cõi chúng ta đang sống này. Cõi này là mình là đầy đủ tài sắc danh thực thùy cái gì có hết. Những cái tham vọng, cái dục này không phải là cái dục vọng, cái sự ham muốn gọi là dục giới. Dục là ham muốn, ham muốn mọi thứ chứ không phải là ham cái dục, dục không đó quý vị. Ham mọi thứ, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ, cái đó gọi là cõi dục giới. Mà cõi này là chúng ta tham nhiều. Cõi sắc giới thì sao? Ta sống bằng cái hình sắc thôi, nó không có vật thể, mà sống bằng cái sắc, cái thức thôi. Còn vô sắc giới là cõi này đúng là nó chỉ cũng giống như gần, nó xa hơn, cái cao hơn cái cõi vô sắc chút. Cõi vô sắc là có thể người ta về cái hình thể, nhưng mà ta không nặng về ăn uống, nhưng mà về vô sắc thì không còn hình thể nữa, thì trong nằm trong cái dục giới. Thì cho nên Đức Phật hay nói mà ba cõi không yên thì ở như ở trong nhà lửa đó, là cái ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái cõi sắc thì họ bớt cái tham dục hơn, nhưng vẫn còn một cái hình thể. Còn vô sắc thì không còn hình thể nữa, nhưng mà còn cái tình thức, hoặc tham trong cái thức, gọi là vô sắc giới. Ba cõi đó vẫn còn tham, vẫn nằm trong cõi, vẫn còn đọa lạc. Nếu chúng ta vẫn trôi lăn trong ba cõi đó thì chúng ta vẫn còn luân hồi sinh tử, nó chưa phải là giải thoát. Cho nên cõi mình đây còn còn gọi là cõi dục giới này, một cái bậc cao hơn. Ví dụ họ không nặng về vật chất nhiều, nhưng mà họ còn trọng cái sắc thân của họ. Họ không nặng về những cái vật của cải xung quanh, nhưng mà cái thân họ vẫn còn trọng. Còn những vị họ cao hơn chút nữa là họ bất chấp cái thân này luôn, họ nhưng mà họ cái họ còn chấp ngã, tức là cái bản ngã, cái hình thể của mình, tức là về cái thức á, vẫn còn chấp. Thì như vậy là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ba cõi nó cũng nằm trong ba, trong cõi ta bà này. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Chú Quảng Huy kìa. Dạ thưa cô, hồi nãy cô còn giảng một pháp á, thì chú đấy cũng lấy đi mấy chùa hai ông đứng hai bên là bên người nó bước vô mà đấy thấy ông này cao quá, không biết ông nào không nổi được. Đúng rồi, đúng cái ông này ông ấy bên chùa kia thờ khi đất á, hai ông cao lên đứng cao đứng ngay. Dạ đó, mà đây đỡ cao quá, còn không biết gì đây cũng thắm nghe. Thì cũng phải dưới đất đâu, cũng cao lắm á, chứ không phải nằm dưới đất đâu. Có cái bệ chùa hai bên đó, cái chùa bước vô và hai ông đứng hai bên rồi. Tại cái địa thế mình ở đây cho nên thờ nhỏ nhỏ thì không có lớn. Dạ đó, nói thành ra con muốn hỏi gì là cái đứng đừng là cái đứng. Này là ngài hộ pháp Vi Đà hồi nãy có giải thích rồi đó. Dạ. Là cầm cái ngài cũng cầm cái kiếm đó, cầm cái đó là cảnh sát của bà mà không biết đến tôi. Dạ. Để mà muốn có chùa to sẽ thỉnh hai cái tượng thiền lớn để hai bên. Để cho chúng tôi chúng thấy. Muốn hỏi gì dạ. Ông này cao ca, ông này không biết cho biết. Dạ đúng rồi, phải hỏi cho biết chứ lại hoài mà không biết. Ông này ông nào không biết, ông nào sống ra đâu. Đúng rồi, ông này là ông nào mà đâu biết ông nào đâu. Đó, đúng rồi, hỏi gì tôi biết ra đâu. Nếu quý vị dùng cái từ tôn kính chút, nói ngày này là ngày gì, ngày nào. Dạ. Ông vắt cái dây là ông phải tổ. Dạ.
cái gì? Ông bà bắt cái dây ở trong cái tên cái đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma. Dạ. Bồ Đề Đạt Ma. Cái này là thành tổ đây. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Có gì con hiểu rồi, con cảm ơn. Giờ là hiểu rồi, là hộ pháp Vi Đà. Là hồi nãy giải thích là một vị có thần thông nhanh như bay đó. Nãy có giải thích rồi đó. Rồi bây giờ biết là Nam Mô. Có thể quý vị lạy trước vị hộ pháp, quý vị có thể đọc cái câu Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Bồ Tát thì cũng được, Hộ Pháp Vi Đà. Tại vì nhiều vị hộ pháp, cho nên cái từ mà già lam thánh chúng đó thì đó là các vị già hộ pháp cho già lam. Cái câu này đọc thường lắm, lúc nào các chùa là lúc nào cũng đọc chú hộ pháp để gia hộ cho chùa, cho nên đọc là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Để ít nhất quý vị không đọc được Tam Châu Cảm Ứng, tức là cảm ứng ba châu đó, nó dễ thôi. Còn quý vị không nhớ, quý vị chỉ cần này Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Chứ quý vị đọc hộ pháp không á là mấy vị nghe không rõ, mấy vị không hộ đâu. Nghe hù vậy là sợ không? Tức tại vì nhiều vị hộ pháp mà tên của ngài là Hộ Pháp Vi Đà. Vi Đà. Vi chứ không phải là Di, Vi Đà. Tôn Thiên Bồ Tát. Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đó, quý vị thấy trong cuốn kinh mặt sau kìa, các kinh cũng hay để ngài hộ pháp để hộ trì chánh pháp đó. Sư tì. Thì hầu như các chùa là đều có thờ vị ngài Hộ Pháp Vi Đà để tà ma trừ tà quỷ, để ủng hộ Phật pháp, nên gọi là hộ pháp. Rồi vậy là thông hết chưa?